Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc không biết cây vải sẽ chiết cành và chấm như thế nào đúng không? Hôm nay nhà vườn An Thắng sẽ dẫn bà con đi thăm vườn vải để tìm hiểu phương pháp chiết cành và nhân giống trồng cây vải thiều từ cành chiết ra sao nhé. Mời mọi người đi theo em. Chúng ta sẽ chuẩn bị những cái túi bóng kính như thế này để tí nữa bó bầu. Chúng ta nên chọn những túi bóng kính sáng màu để sau khi cây ra rễ thì có thể quan sát được rễ ở bên ngoài được. Còn những cái túi tối màu ấy, cây nó ra rễ mình rất là khó quan sát mọi người ạ. Đất này thì mình chọn đất gì mới trộn như nào ạ? Đất này thì chọn đất phù sa cũng được mà đất thịt cũng được. Mà sau khi mình trộn đều dẻo thì mình phải cho thêm chấu hoặc là rễ bèo vào cho nó độ cái độ xốp của nó rễ nó ra nó mới có độ xốp, nó không được có cái độ keo của nó. Cái này mới lại nó giữ ẩm được nữa nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ là trộn đất như này ấy, làm nào để biết là nó được, nó đạt? Đất này như thế này mình chọn bóp như thế này, mình bóp như thế này bao giờ thấy nó cái độ tay mấy cái này nó không không nhão quá, không được khô quá, nó vừa dẻo cái này thì được. Kiểu như là mình nặn mình bóp ra nó không có nước chảy ra đúng không? Đúng rồi. Nếu okay mà không? Nát quá là không được. Nát quá là nó bị thối bên trong. Đúng rồi, nhìn tròn tròn như lặn cái bánh dày nữa. Đấy, như là làm bánh ấy, như là làm bánh, bánh quái bánh ấy. Dẻo dẻo tay là được đấy, đúng không? Trong lúc trước khi mình chiết mình bẻ bỉ đôi ra. Kiểm tra trước. Bỉ đôi như này, đấy xong thì như này là được này, chuẩn. Bây giờ là các bác cùng với bố con em đi lên vườn vải và xem chiết cành như thế nào nhá. Đi thôi bố ơi. Đây. Để đi. Mát chợ này, chiết cành cũng dễ. Đây là vườn vải, hơi rộng một chút nhưng mà cây vải vẫn ok. Vải này thì nhà mình trồng ở trên đất đồi mọi người ạ. Nên là bác nào mà có mảnh đất đồi mà không biết trồng cây gì thì có thể tham khảo là trồng những cây vải như này để làm kinh tế thì rất là ok. Đi vợ, có chọn được cây nào chưa? Đi. Nhà nhiều quá không biết chọn cây nào để làm mẫu cho các bác đây. Chọn cây thấp thấp thôi để các bác nhìn cho dễ. Những cành bánh tẻ. Đây, cành tơ bánh tẻ. Tại sao lại chọn cành như này bố? Những cành này nó tơ, nó mầm tơ này. Mầm tơ này mình chiết này rồng nó mới khỏe. Mầm tơ. Dễ nó ra khỏe. Những cành này thì nó khoảng được bao nhiêu tuổi rồi so với cái cây này? Cái cành này là cái đây, cây mẹ đây thì cái cành này là nó cành con mà nó mình đốn thì nó lại nên mầm khác. Chắc là khoảng tầm 1 đến 2 năm tuổi nhỉ, cành nhỏ xinh xinh này. 2 năm. 2 năm. Cạo xung quanh này. Mình sẽ cạo xung quanh như này đúng không? Đúng rồi. Khoanh. Cái này là gọi là khoanh à? Đúng rồi đây, bóc cạo vỏ đi. Khoanh hai bên. Cái khoảng cách giữa hai cái khoanh này khoảng bao nhiêu ạ? Đây, chắc cỡ khoảng 7 8 phân. 7 8 phân. Sau đó mình sẽ gọt. Bóc. Bóc sạch đi. Nếu như không bóc sạch ấy, thì chắc nó có ra rễ được không? Không, phải sạch. Phải sạch xung quanh hết. Không là nó còn cái vỏ của nó là nó lại má lượng, lại liền lại. Nó lại liền lại thế là nó không ra rễ được nữa. Không ra rễ. Mình bây giờ mình phải cạo sạch xung quanh, xong nó nó mới lên đến đây thì nó nuôi lên thì rễ nó mới ra rễ. Bố bỏ tay, bố đừng để tay cái camera này. Cạo sạch. Chụp. Đấy, cạo sạch xung quanh rồi đấy, xong rồi đấy. Ok, bố ơi. Đang làm trộn đều rồi, xong rồi mình bóp tròn như này, xong rồi chắp vào thế này. Nó mới đều, bầu đều rất đẹp. Cái đoạn cạo vừa rồi là nó nằm ở giữa bầu luôn nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Hai bên đất là chia hết hai phần cắt quanh. Đây. Mình bịt đất vào tròn, bầu tròn vào được kín hết. Xong rồi mình cho thứ bóng, một thứ bóng vào. Đây. Bó túi bóng này có cần lưu ý gì không bố? Bó thì kín thôi. Hai đầu à? Một hai đầu. Đây. Một hai đầu kín thôi.
Mình phải buộc chắc, bởi vì là nhiều khi là cái loại nền khô nó lung lay đất đúng không? Đúng rồi, buộc 3 lốt. À, 3 lốt, hai đầu này, khúc giữa nữa. Giữa thì bầu nó mới chắc, đảm bảo nó không tụt lên tụt xuống được. Như này là nó sẽ giữ ẩm luôn và mình không phải tưới gì đúng không? Không, 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là mình cắt ra nó rồng. 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là mình sẽ ra quan sát rễ, ra rễ là mình cắt. Đúng rồi, thấy ra rễ nhiều là ra là mình rồng vườn mới. Đây, cái ở giữa này là chiết xác này. Đấy, không có thục sạch. Thông thường tỷ lệ mà cây bố chiết ra rễ là khoảng bao nhiêu phần trăm? 97-98%. 97-98% ừ. Tay nghề phải chuyên gia đấy. Ừ, không dám nói 100%. 97-98% chúng tôi là thầy tôi là một chuyên gia chiết cành vả đấy các bác ạ. Chiết nhiều quá bây giờ sắp sửa phong nghệ nhân đến nơi rồi đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Như vậy là bố em đã hoàn thành một tác phẩm là chiết cành vả đây mọi người. Thì các bác đã quan sát thấy một cành rất là đẹp đúng không? Chúng ta chiết như này thì như bố em chia sẻ là khoảng 2,5 tháng thì chúng ta sẽ ra quan sát lại cái bầu rễ này, và có rễ rồi chúng ta sẽ cắt cành và trồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân bố con em lên trên đồi nhé. Vải trên đồi này còn rất là nhiều. Và trên này đã có những cành chiết để cung cấp giống cho các bác rồi. Bác nào cần mua giống thì chỉ cần liên hệ với nhà vườn An Thắng. Số điện thoại là 0762 300 398. Đi thôi các bác ơi. Ngoài trồng vải ra thì trên này nhà em còn xen canh cả với cam nữa, bởi vì là những cái cây trồng ăn quả này rất thích hợp trồng với đất đồi mà cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế cũng cao nữa. Ví dụ sau bác nào mà có thích trồng cam ấy thì cứ liên hệ nhé, có khi là em cũng sẽ chia sẻ giống cam, bởi vì cây bây giờ cũng đã rất là to rồi, có thể làm giống được rồi các bác ạ. Đây, quả này các bác có thể nhìn thấy đây nhá. Đây. Đấy. Xung xuê toàn những cây chất lượng năng suất cao thôi. Sắp đến rồi mọi người ạ. Đường đồi lên hơi dốc một chút. Nhưng mà không sao. Mỗi lần thu hoạch như này chúng em đã phải leo lên từ 2-3 giờ sáng đấy mọi người ạ. Sau đó là chuyển quả về trong vườn và đi bán. Chuyển quả xuống dưới vườn. Đây. Các bác ơi, chúng ta hãy bắt đầu đến với cái vườn vải như em đang chiết cành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra xem là những cành vải sau khoảng 2,5 tháng hơn thì là bầu rễ nó ra như thế nào nhá. Trời ơi, cái này trồng là bao sống luôn. Rễ nhìn như nào thì biết là mình có thể là cắt được hả bố? Bây giờ mình thấy nó rễ nó vàng vàng, ngoài này nó ra cái tơ tơ này thì cắt được. Rễ tơ tơ bên ngoài ạ. Còn nếu mà nó còn rễ ranh to là chưa cắt được vì nó còn hơi non, dòng nó cũng được. Nghĩa là nó sẽ phải ra khoảng 2-3 lớp rễ bên, đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là một cái rễ nó ra đẻ nhánh nhỉ? Đúng rồi, nó đẻ nhánh tơ. Và nó có ngả hơi ngả màu vàng là chuẩn nhất. Hơi ngả màu vàng à? Nhưng mà có nhiều bác lại thích cây rễ kiểu là màu trắng, thì trắng thì hơi non nhỉ? Màu trắng thì hơi, dòng nó cũng sống nhưng mà nó không dám nói đảm bảo là bằng nó không... Nói chung là nhà chúng tôi, nhà nghề sẽ chọn cho các bác những cây chuẩn đẹp, bao sống cho các bác. Các bác cứ yên tâm, đúng không? Đúng không? Đây, sẽ rất đẹp. Đây, bên này nữa này. Đây. Đấy, đúng như là thầy em chia sẻ là tỷ lệ cây ra rễ ở 97-98% các bạn. Cây nào ra rễ cũng rất là đẹp. Đây, 10 luôn. Và rất giống nhau. Đây. Còn nhiều bác còn nghi ngờ là không biết nhà em có bán cành vải chuẩn không á. Nhiều bác còn nghi ngờ không biết nhà em có bán cành giống vải chuẩn không, thì em làm cái clip này luôn để chứng minh cho các bác thấy là các bác cứ yên tâm. Đấy, vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang chỉ có chuẩn chỉnh, và nhà vườn An Thắng bán chuẩn giống mà bao chuẩn giống cho các bác luôn trên toàn quốc. Bác nào trồng nhiều trồng ít gì thì cứ liên hệ nhà em chia sẻ ship toàn quốc mọi người nhá. Đây, đẹp nhờ, đẹp quá cơ. Thề luôn chứ hồi con bé đã có cái gốc vải này rồi. Bao nhiêu năm rồi bố? Có khi bằng tuổi con ấy nhỉ? Chả biết bố, chắc là năm 90. Năm 90? 89-90. À, trồng từ những năm 89-90. Đấy, năm nay là 2024.
Thế các bác thử tính xem là nó tuổi đời nó là bao nhiêu năm. Mà cây này năng suất cao nhá, năm nào cũng cho thu vài tạ một cây. Đây cái cây, nếu mà cái cây như thế này mà giá như năm nay là được có khoảng 2 triệu một cây tiền. Giá như này là giá quả đấy. Giá quả là được 2 triệu một cây như này. Thế các bác cứ làm 100 cây một đồi nhờ. Làm giàu không khó. Đấy. Chăm cũng không khó nhỉ, cái vải này chăm không khó lắm. Làm thời kỳ làm rất nhàn lắm. Là mình trồng xuống thôi, mình cắt tỉa cành, ra đây. Quả mình chăm quả. Không phải làm cỏ mấy đâu, có cỏ đâu, lá nó xuống chẳng có cỏ đâu. Lá này rụng xuống làm đất tơi xốp luôn. Đúng rồi. Đây, lá vải đây, không phải bón phân nhiều. Thông thường ấy, các bác yêu cầu cái cành vải như thế nào thì nhà em sẽ đi chọn ở vườn và cắt cho các bác như thế. Ví dụ như các bác là thích trồng cây thoát thân để các bác trồng ở trong chậu này, trồng trên ban công tầng thượng đối với các bác mà ít đất. Còn bác nào ấy mà trồng ở trên vườn đồi thì các bác có thể trồng những cành vừa thoát thân vừa quá chạc, 3 chạc 4 cũng được, thì em sẽ chọn để gửi cho các bác nhé. Bố ơi, cắt một cây thoát thân cho khách ạ. Bác ấy chọn, bác ấy thích một cây thoát thân. Đây thoát thân đây, quay đây. À. Đây. Thoát thân này ra rất đẹp. Đây mua cắt xuống nha để quay nha. Đây trước khi mình cắt cành xong là mình tỉa bớt và bớt cành răm đi. Bớt cành răm sau mình tuốt bớt lá đi. Để cho cái bộ rễ nó nuôi, không phải nuôi những cành coi như là ăn bám trong này. Thì nuôi những cành chính thôi. Cành chính thì để nó xong này trồng cỡ khoảng nửa tháng sau thì nó bật mầm. Nó bật mầm. Đây, những cây này chỉ dòng đây, rồi nó ra hoa những cái này. Nó bật mầm lên thì chăm bón vào là cứ một năm là có quả, được là được quả ăn. Đây, thoát thân rất đẹp này. Bên trên tán. Đây, bên trên cứ cắt đi nếu thích cho đầu nó đẹp. Như, giống như cây cảnh như này, cứ mình cứ cắt cho nó bằng cũng được. Rồi nó bật mầm mới mà. Này, đấy. Rất đẹp. Cây này ấy bảo là khi nhận được lá nó hơi héo thì lúc đấy thì mình sẽ bảo như nào để khách có thể là chăm sóc cây cho nó hồi phục trở lại bố? Thì lúc đấy cây nó rụng hết sạch đi, lá đi, dòng này dòng mình dòng xong mình tưới ẩm nó vẫn bật mầm bình thường ra lá mới khác. Kiểu như mình tuốt hết lá thì cây nó không phải nuôi lá nữa đúng không? Đúng rồi. Tập trung vào rễ này. Tập trung rễ nó nuôi những cái này bật mầm mới. Đấy. Nên là nhiều bác khách cũng băn khoăn lo lắng sợ về đây. Lá rụng cây không lên chứ không sao cả mọi người ơi. Thấy cái cành nó vẫn còn tươi là chả vấn đề gì cả. Đúng rồi. Đây là cái dòng chân gỗ nhỉ? Đúng rồi. Sống lên mầm nhanh mà. Đây. Mình thấy cái cành nó vẫn còn tươi, cả nó rụng sạch bóng lá đi nhưng mà về sau nó tưới ẩm cũng mức độ vừa vừa thôi chứ không phải tưới nhiều quá. Nhiều xong này rồi nó khắc nền lá mới mà. Các bác ơi, em ở đây. Các bác đã thấy đồi nhà em rộng chưa? Đồi vài đồi hoa quả sơn nhà em đây này. Các bác cùng ngắm nha. Bây giờ là em sẽ mang cái cành vải này về. Và tiếp theo là em sẽ hướng dẫn mọi người trồng cái cành trước như nào để đảm bảo cây sống có tỷ lệ 100% các bác nhé. Rồi, châm lưỡi thầy. Oh my god! Wow! Gì không chưa bố? Thì tí lấy làm điếu thuốc lấy hơi mình đi trồng bố nhỉ? Bây giờ là đi hướng dẫn các bác trồng. Các bác giờ chắc cũng đang sốt ruột rồi bởi vì là hàng đi các bác đã nhận hàng rồi mà chưa biết cách trồng như nào. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cụ thể và chi tiết nhé. Đi đâu đây bố? Bố lấy bùn về để rúng bầu dòng cây. À, mình phải cần thêm bùn nữa hả? Bùn loãng thôi. À. Đi ra ao, ra mương. Mà mình làm cho nó đảm bảo chứ còn nếu mà mình cứ dòng đơn phương xuống được như thế cũng được mà. Không bùn thì nó sẽ tốt hơn à? Không phải là tốt mà mình rúng để cho nó mát đầu rễ để cho nó đảm bảo thôi chứ còn thì mình cứ dòng đơn phương cũng vẫn được. À, bùn nó sẽ ẩm lâu hơn. Đúng rồi. À. Chứ mình chỉ dùng bùn loãng cho nó mát đầu rễ thôi chứ không phải là mình phải là đắp bùn vào đâu. Nói chung là nhà bác nào có điều kiện hay là kiếm được bùn thì các bác lấy bùn nhúng thì sẽ ok đúng không? Đúng rồi. Còn nếu mà không có thì cứ dòng đơn phương bình thường cũng vẫn được, tưới ẩm vào được.
Xin giới thiệu với các bác, đây là cây ớt của bố em trồng. Đấy, hôm nào cũng có thú dữ ở đây để canh, các bác có con gấu đen xì cả. Đấy, bác nào mà trộm hoa quả, trộm ớt thì em là không được đâu nha. Đấy, rất là sai. Sai quá cơ. Đây. Nhiều thế đấy. Ừ. Đen. Trồng ớt cho bố nhá. Úi giời ơi. Được. Có chỗ mát làm nghỉ ngơi. Đấy các bác xem này. Đây những bác nào mà trồng cây, mà những bác nào trồng xuống vườn mà như chỗ điều kiện mà có bùn thì lấy bùn loãng như này. Còn như ở thành phố thì khó lấy thì cứ trồng trực tiếp cũng vẫn được. Đây mình làm cái này nó cho nó mát dễ thôi. Đây công nhân làm đây. Công nhân làm đi chỗ chỗ nào làm vườn hoa đây. Ngày nghỉ nào có mỗi một bà đấy. Thôi bố chém giấy thôi, tí này không có cơm ăn đâu. Đây trước khi dòng đào hố dòng cây đây phải đây, cũng không cần dòng sâu lắm, mức độ vừa phải thôi, vừa kín cái bầu được. Sau các bác là cắt bỏ thứ bóng ra. Các bác cắt bỏ thứ bóng ra. Cắt bỏ thứ bóng ra để cho rễ nó mới ăn ra đất được. Đây, rễ đây. Các bác rúng vào bùn. Rúng vào bùn. Bùn nó bám vào nó mát dễ. Đây. Đây các bác chỉ dòng gọi là kín bầu được. Không dòng sâu quá mưa nó ngập nước là nó hỏng nó dễ loi. Đây các bác dòng như này nhá. Dòng không cần phải hố to lắm đâu, chỉ dòng kín bầu vào được, đúng bùn. Đây, sau các bác dòng xong các bác đóng một cái cọc như thế này. Đây, các bác cột dây vào. Cái này là tác dụng cho nó gió nó không lung lay cây, nó không hỏng bầu rễ. Đây các bác cột vào như thế này. À, các bác cột vào như thế này nó chắc rồi, gió này nó không động. Còn cái thừa thì mình cứ tưới bên trên này, nó có độ giữ độ ẩm này. Để tưới nước là mức độ bình thường thôi, đủ độ ẩm của nó thôi. Đây. Không, đủ ẩm đất là được. Đấy. Đây là một cây chiết này. Các bác cứ dòng được 2-3 tháng. 2-3 tháng thì bác bón, các bác bón cho một ít NPK xung quanh. Sau đó rễ nó phát triển mạnh là nó sẽ lên rất nhanh, mà cái cành chiết, thân chiết này nó từ dòng chỉ đầu năm dòng là cuối năm đã có quả ăn rồi. Trong quá trình trồng các bác đã chăm sóc về cây, có vấn đề gì thì để lại cho mình nhận để em hỗ trợ. Chúc các bác thành công.